Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Hôm nay My đi đến chỗ vườn của Giang. Vườn cũng rộng mà cũng có nhiều cây, nó lạ mà nó cũng hiếm. Cây mà quê mùa, thật là quê mùa cũng có ở đây nữa các bạn. Cho nên thì My cho các bạn xem luôn nha. Nếu các bạn nào thích cái cây nào ở trong vườn của Giang thì điện thoại cho Giang ha. Cái số điện thoại My để trên đây nè. Cái vườn rất là nhiều loại cây lạ lạ các bạn. Và các bạn nhớ là khi đến đây, nếu các bạn nói là có xem chương trình của My ở Sức Khỏe Health Tips thì Giang sẽ đặc biệt tặng cho các bạn. Nếu như các bạn chỉ có mua hạt giống thôi thì các bạn mua 10 cái loại bịch hạt giống khác nhau thì Giang sẽ tặng cho các bạn thêm một bịch hạt giống nữa. Còn nếu như các bạn không có mua hạt giống mà mình chỉ mua một cái cây ăn trái nào thôi thì Giang cũng tặng thêm cho các bạn một bịch hạt giống cho vui. Nhưng mà hạt giống cho thì các loại hạt được, nhưng mà ngoài ra là không có cho hạt rau dịu nha các bạn. Tại rau dịu thì nó đặc biệt, nó hơi nhiều tiền hơn. Còn các loại hạt giống kia thì chỉ có vài đồng thôi thì Giang tặng được. Wow, có cây atiso đông trùng hạ thảo nữa nè. Có trong chậu 1 gallon và 2 gallon thì giống như đây, cái chậu này. Cô bác anh chị có muốn trồng thì ủng hộ giùm em. Còn cái này ổi này ổi gì? Ổi Đài Loan à. Trái bự khoảng 1 kg. 1 kg là 2 phao á hả? Dạ đúng rồi. Vậy là một bự vậy dạ, hả? Đúng rồi. Thì không biết là khi mà mình gieo từ hạt và mình trồng nó có trái thì như cái này là gieo từ hạt luôn hả? Dạ từ hạt luôn á. Wow. Giống như cái này là 1 năm nè. Một năm tuổi nè. Cái này là khoảng 5 năm rưỡi. 5 rưỡi tuổi. Cái này cũng 5 rưỡi. Còn cái này là 2 năm nè. Như 3 năm có trái phải không? Dạ đúng rồi, thường nếu mà em trồng tốt á thì nghe nói là 2 năm là sẽ có trái, nhưng mà em 2 năm thì em thấy chưa có trái, nhưng mà em nghĩ cái cây này năm thứ 3 là nó sẽ có trái. Thì nếu mà khi có trái thì nếu được trái tốt á thì em sẽ giới thiệu với cô bác. Ồ vậy để hả? Mà mình trời siêu tầm mà, mình mua cái cây giống. Mà nó có hột không hay là nó rất là ít hột mà trái bự. Trời ơi, mà trái 1 kg vậy chưa bao giờ. Thì cho nên là em nghe nói cái giống này vậy cho nên là em muốn gieo. Thì nó cũng nhanh lớn, chị My thấy cái này 1 năm mà nó như vậy thì chưa thấy năm thì nó như vậy thì nó ok lắm á. Vậy là cái này bước qua năm thứ 3 hay là gần năm thứ 3? Gần năm thứ 3. Dạ gần năm thứ 3. Trời, mong cho có trái nha con. Để em cố gắng chăm sóc cái mùa này nó có trái có bông không. Nhưng mà tại vì ổi mà em trồng sang vườn thì nó có bông hết rồi. Vậy chừng nào mà có trái kêu My thử dạ, nó ra để, sao. Để em cũng đang mong coi nó có được như ý của mình không. Tại vì mình gieo từ hạt á thì nó cũng hơi khó, chậm có trái hơn là cái cành mà người ta tháp hoặc là chiết. Đâu sao, nhưng mà giống ngon, giống lạ thì à, mình cũng thích. Wow, cái ổi mà cả ký là nghe nó cũng thích á nha. mình chưa ăn thôi, mình thấy nhìn ra thì mình thấy là mình thấy mê. Thấy mê rồi đó. Đó là rau ngổ. Rau ngổ hả? Dạ. Rau ngổ này, rau ngổ của miền Tây. Đúng rồi, giống dạ, như nó giống như rau ôm. Ngổ ôm vậy phải không? Dạ, nhưng dạ, mà nó không phải. Dạ. Nó có cái hoa khác và cái lá khác. Cái lá nó dài hơn và nó có hoa to. Cái này trồng dễ không? Dạ rất là dễ, dễ như là rau đắng vậy đó, mình trồng nước hoặc là mình có thể trồng khô. Trồng trong nước vậy dạ, là nó cũng được nữa phải không? Dạ đúng rồi, em có đúng nhiều rồi, cách trồng lắm. Nó trồng nước mà em có thể trồng khô ở đây nè, để khi mà cô bác anh chị mà lại mua đó thì mình tham khảo. Ví dụ mình thích trồng nước thì mình trồng, mình thích trồng khô thì mình trồng. Vậy trồng dạ, khô cũng được thì nó tiện. Nếu mà trồng khô mình để đất ẩm ẩm thì cũng được dạ, phải không? Rồi. Giống như cái này em bữa hổm em trồng nước rồi sau này em để khô thì nó vẫn sống nè. Cái này dạ, ăn gì ngon nhất ta? Ăn sống cũng được mà phải không? Dạ, thường thì ăn sống, nếu mình thích mình có thể ăn sống. Rồi mình luộc, mình xào tỏi, xào chao, xào thịt bò hoặc mình làm gỏi bò, gỏi tôm thịt. Đúng rồi đó, hồi đó dạ, mình nhớ Việt Nam như mẹ xào chao á. Dạ đúng rồi, xào chao rất là ngon. Mới nhất là mấy cô mà ăn chay á là cô thích lắm luôn á, hoặc là luộc. Cỡ My vậy phải không? Dạ. Cái này mình trồng chủ yếu là mình phục vụ cho bản thân trước, rồi bây giờ mình có nhiều thì mình chia sẻ. Không mà cái dạ, này cái này rau này cũng dễ ăn. Dạ, không dễ có khó. Còn như cái rau này á là em dưỡng mà em trồng ngoài nắng để cho nó già, đem ship đi xa cho cô bác. Gửi mà, đi xa luôn dạ, nếu mà gửi các đi bạn xa nào ship muốn cho các bạn á. Giống em để cho nó già nè, cho nó có cái rễ nè. Cho rễ nhiều á hả? Rễ nhiều giống như cái này nè, chừng nữa em sẽ nhổ lên như vậy nè. Rễ quá chừng luôn kìa. Vậy đó. Thì mình đi xa cái cọng của nó cứng cáp á thì mình gửi đi xa được. Còn như cô bác anh chị nào mà đến nhà mua á thì em khuyên là em sẽ thu hoạch cái rau non mà nó có rễ một đoạn như vậy thôi.
Nhưng cô bác về trồng là nó sống liền, nó không có mắc sức. Còn gửi đi xa thì bắt buộc mình phải mua cái rau già, có thể là nó có bông luôn nữa. Để em cho xem cái bông nè. Có bông nè. Để mình phân biệt được cái rau ngổ với lại cái rau ngò ôm á. Cái rau ngò ôm em nhớ không lầm á là cái hoa nó màu tím. Đúng rồi, màu tím tím nhỏ nhỏ. Còn cái hoa ngổ á thì nó giống như nè. Nhìn nó giống như cái cánh mai vậy đó, nhưng mà nó có bốn cánh và nó có đen đen ở chính giữa nè. Nhìn thấy không? Thì em cũng đang thu hoạch hột, nhưng mà chất lượng như thế nào thì em chưa có dám bán. Em chỉ thu hoạch và em sẽ gieo thử. Còn nếu mà chất lượng bảo đảm thì em sẽ bán hạt. Chứ bình thường là mình trồng là mình chỉ có lấy cái rễ xong rồi mình gầy ra thôi, giống như ngò ôm luôn phải không? Hoặc là nó dễ lắm. Cái đoạn mà như nó non này nó không có rễ, mà chị My về, chị My ngâm vô nước vài ngày là nó ra rễ. Mình trồng cũng được nữa. Vậy là giống như ngò ôm luôn rồi. Mà nó dễ ngò ôm, nó dễ giống như rau đắng vậy đó. Mình trồng khô cũng được, trồng cạn được, mình không cần đẩy nó. Mà giờ nếu mà bà con mua thì bán nhiêu một chậu vậy? Dạ cái đó thì chưa đến ngày bán. Vậy thì cái nào như, mới bán? Như cái này nè, em có thể bán được rồi nè. Tại cái đó em mới vừa dâm nó mới thì, ươm hả? Dạ. Giống như cái này thì em chỉ bán 10 đồng. Ừ. Cô bác anh chị nào mà lại sớm thì mình lựa được cái chậu đẹp. Nhưng nó nhiều nhánh ra phải không? Còn cô bác nào lại trễ thì cái chậu nó hơi ít một xíu. Thì em bán đồng giá chứ không có trên lệch giá. Còn chậu lớn thì nó mắc nhiều tiền hơn. Dạ, 20 đồng. Trời, cái rau này ăn là nhớ quê nhà nè, cái cà chua thấy ghét không? Oh my god, coi nè. Trời ơi, các bạn ơi, cái này cho mấy nhỏ nó như nó ra nó hái là nó mê luôn. Đúng rồi, mấy đứa con em ra thì nó hái, nó đứng đây nè, nó hái xong nó ăn luôn. Tại mình trồng không có phân thuốc gì hết trơn. Trời ơi, cái này cả mấy trăm trái á mà. Cái này thấy thương không các bạn? Thấy ghét quá chừng luôn á. Vua khổng lồ hả? Mỗi cây đều em đều để một trái hai trái hết để cho cô bác thấy mình. Cái trái đó. Nó bự bao nhiêu? Dạ bự vậy. Vậy hả? Vậy là giống như đây ha. Là còn nhỏ nè. Thì em muốn trồng xuống đất nè. Rồi này cà chua này thì em trồng để làm vàng cho nó mát cái đau. Trời ơi, cái này thì lên tới đây rồi nè. Các bạn nào muốn hái cà để đến nhà Giang, trời ơi, chắc mì ở đây mì phải hái. Bác nào lại muốn ăn cái làm cũng hái, bác ăn như bác hái đi. Trời ơi, thấy thương quá à. Tại thật ra em cái này đây là mê luôn á. Cái giống cà này mình nghĩ nên trồng, cái giống cà màu vàng đẹp quá, nó như cái hồ lô. Như cái hồ lô vậy đó. Như cái giọt nước xuống rồi vậy đó. Nhìn nó đẹp. Wow, trái nhiều quá, nó rớt dưới đất luôn rồi. Này ngon lắm. Ngon lắm. Nó giòn. Nó giòn, nó ít hột. Còn cái cà. Bẻ thử một trái đi. Dạ. Wow. Tay em dơ nha. Cái này cà giống cà gì vậy? Em không biết tên, nhưng mà khi mà em ăn em thấy ngon cái em trồng lại à. Vậy hả? Mà cây cà này nó giòn hả? Dạ, nó giòn ít hột. Cái cà này là mấy năm rồi đó, có 3 năm rồi đó. Cái mùa hè tự động nó mọc lại. Đây nè, cái cà này là 2 năm nè. Cái cà này là 2 năm nè. Trời ơi, cái nè các bạn ơi. Mà đặc biệt những cái gì mà em trồng ăn là em không có để phân thuốc gì trên nha. Mình cứ trồng để tự nhiên mình tưới nước thôi. Đây, chị My thấy cái cây cà thổng lồ nè. 10 đồng thôi. Một cây em để một trái cho cô bác biết thôi. Đó, thì nếu mà trồng làm vàng đó là nó cũng bò trái như vậy đó. Mà này cho bí quyết sao mà nhiều trái dữ vậy nè. Cái này là hoàn toàn em không phân thuốc luôn đó. Tại vì trời, em trồng cái cây đây đó là cả, mà em nghĩ cà dễ trồng. 30-40 trái trong đây nè. Mà hôm nay mấy bác đi lại mua cây á là em tặng cho mỗi bác vài trái, vài trái, vài trái hết trơn rồi đó. Quá nó nhiều luôn. Lắm. Chị My thấy cái cuốn mà cắt không? Cuốn là còn như cuốn ở trên. Còn ở trên đây nữa nè. Trên đây là chưa chín á. Dạ chưa chín á. Khi mà chín thì mình mới thấy nó nhiều. Giang này có tay trồng á, giỏi á. Cái nào mà em trồng dưới đất á là để phục vụ gia đình mình ăn, lại không có tưới phân. Còn em nói thiệt tình nha, nó vô chậu á là khó chăm sóc hơn, mình phải cho nó chút đỉnh phân. Nhưng mà là em tưới phân cá. Phân cá thì em nghĩ nó cũng tốt cho sức khỏe mình, không đến đổi nào. Đúng rồi. Vô chậu thì nó khó lắm. Mình phải có phân nó mới chịu được. Tại đất nó ít á. Dạ đúng rồi.
Wow, thấy cà thấy mê quá à. Nhiều trái dễ sợ luôn á. Ồ, có gầy cái gì bồ ngót quá chừng luôn nè. Giờ cái này em khoe nha, sẵn đây thì em khoe. Cái bồ ngót này, cái nguyên cái chỗ khung này là em không có bán. Ờ, chỗ này không mà, có bán hả? Em bắt đầu em trồng em ăn dư em bán á, thì có nhiều cô bác anh chị quý á, cho nên là gửi cho cái giống. Giống tất cả bồ ngót. Cái khung này thì là của em nha. Em bán cái này. Còn như trên đó đó là em không có bán cái cây nào hết. À, những cô bác anh chị ở xa chưa mà gặp mặt em lần nào cũng tặng cây giống để em nhân giống cho em bán. Vậy đó. À, giống như em đam mê á. À. Xong cái biết cái tặng cho em. Có, họ có dư họ tặng. Vậy là mấy cái này là để dành, còn cái này bán. Dạ, giống như em làm ra thì em bán. Rồi bán này là bao nhiêu em chọn? Dạ, cái này là 10 đồng. À, buồn ngon. Cái này thì nó cũng có rễ được. Dạ, đúng rồi. Nó tốt. Ồ, rồi có đó. Tới 3 cây trong đây lận mà. Dạ. Vậy thì mình chiết ra thành 3 cây khác nhau được. Nhìn tưởng một cây á. Dạ. Ủa cái này là hoa sen, hoa súng vậy Giang? Dạ, hoa súng, nó đang chỗ hoa đó. Đẹp quá chừng luôn ha. Em cũng đang định nhân giống. Thấy súng mà sao súng này lá nó cũng hơi to ha. Dạ. Em thì không có biết gành cái tên của nó nhưng mà em thấy đẹp thì em định sẽ trong tương lai em sẽ nhân nó giống. Nó có màu gì nữa không ha, mà là màu em, này không à? Hồi lúc mà em có cái này thì cô bác nó nói với em là có màu vàng với là màu tím, nhưng mà em không biết cây nào màu vàng màu tím. Thì bữa nay em thấy cái này nó nổi màu vàng này, chắc cây còn lại là sẽ là màu tím. Vậy là trong đây hai chậu luôn, hai màu hai, luôn. Hai gốc, ba gốc trong đó mà cô nói là không biết gốc nào. Ừ. Đẹp quá ha. Cái lá nó cũng to nhìn. Nhìn thì thấy lá bông súng nhưng mà sao nó to. Nó khác ở Việt Nam mình chị nha. Có hoa quỳnh nữa hả? Dạ, hoa quỳnh đó em đang dâm. Đang ươm. Còn bên ở đây cây hồng giòn quá chừng lớn nè. Dạ. Dạ, cái này là cây ghiền. Cây củ ghiền hả? Dạ, cây củ ghiền. Wow. Để mình kho cá. Của một chị tặng. Còn cái này là cây ngải bún. Ngải bún hả? Dạ, ngải bún để mình nấu bún mắm á. Thì nó có cái củ ở dưới thì mình mua trong chợ, mình về mình bỏ vô bún mắm mình nấu đó. Vậy là hình như là bún mắm là phải có củ ngải đó đó, nó mới nghe mùi, nó mới nghe ngon, phải không? Cái này là cái cây của người Sóc Trăng á. Mình nói người Khmer á. Đó là người ta nấu. Là lấy cái củ đó hay là lấy cái lá? Ở dưới này nó có cái củ. Thì chỉ tặng cho em được hai cây này thì em định để nhân giống. Cái này thì củ nghệ. Thì cũng có người tặng. Cái này cũng của chị tặng luôn. Cái đó gì vậy? Cái gì lá hả? Phai mỡ hả? Phai mỡ tím. Phai mỡ tím. Nhưng mà cái loại này nó đặc biệt, cái là nó có củ dưới và nó có trái trên nữa. Có trái ở trên Có trái trên nữa. Ở Việt Nam người ta hay gọi nôm na đó là trứng. Nhưng mà mình vẫn có thể, mình vẫn có thể ăn được. Nhưng mà nó không ngon như cái củ. Cái củ ở dưới thì nó ngon hơn là cái củ ở trên. Ngon mà ở trên thì có trái. Ngon quá ha. Ông bà già mình hồi xưa hay gọi nôm na là như vậy đó. Tại nó nhỏ nhỏ như vậy đó mấy cô mà gọi. Mà cái củ ở dưới nó to không hay là nó to. Nó nhỏ. Dạ. To hả? Dạ. Mà màu tím ở trong màu tím hả? Ở trong mà màu hơi trắng trắng tím. Dạ. Mà cái loại này là chỉ nói với em là nó có trái ở trên nữa mà mình có thể ăn được. Nhưng cái loại này em biết tại hồi xưa ở nhà Việt Nam là mẹ có trồng. Cho nó bò xong ở trên có trái. Rồi cái này cái lá gì gì giống đó là gì? Dạ cái này là hình như là cũng của một anh đi lại đây mua cây, xong ảnh thấy em cái này không có, ảnh tặng, anh nói là mà rau đắng Nhật. Có phải hay không? Rau đắng Nhật, mày cũng có nghe người nói nha, rau đắng Nhật rồi rau đắng Mỹ nữa. Dạ. Là này hả? Dạ. Mà Giang có ăn thử chưa? Em chưa, hôm bữa anh cho em có 3-4 cọng gì xong cái em dâm ra nó được nhiêu đó. Thì em định để tặng thì em chỉ để chồng là mình làm giống thôi, làm giống không? Thôi chứ mình không có bán. Chưa có bán. Cái này là cũng của ảnh tặng luôn đó, là một chủ nhân đó. Cái này gì? Đông trùng mà. Dạ đúng rồi. Ảnh tặng cho em được nhúm xong cái em trồng ra được nhiêu đây. Vậy là bán đông trùng luôn phải không? Còn cái này là phai từ cùi. Phai từ cùi hả? Dạ. Một cái chị ha. Này ở Tác Sáp chỉ gửi tặng cho em, chỉ nói chỉ có hai củ, chỉ tặng cho em một củ. Còn cái này nè, cũng là phai mà nè, cái này với cái này là cùng một chị tặng cho em nè. Cái đó phai mỡ tím. Cái đó cũng phai mỡ tím luôn. Dạ, mà cái loại này á, hình như là nó không có củ ở trên, nó không có trái ở trên. Loại này là củ ở dưới thôi. Nhưng mà để em trồng rồi em theo dõi nó như thế nào. Mà trồng để ngoài nắng luôn hả? Dạ, trồng ngoài nắng luôn. Wow, có nhiều cái giống lạ quá ha. Này lá cách hay gì vậy? Dạ, lá cách thì ở trong vườn em dâm được có hai cành đó thôi. Rồi cái này là quế đuôi phụng nè. Quế đuôi phụng. Dạ. Quế thì đuôi phụng khác gì cái quế thường? Cái lá nó nhỏ mà cái đuôi nó gốc là nhiều lá, nó xếp chia chít với nhau giống như đuôi của con phụng vậy đó. Nó gần nhau hơn hả? Chị My thử thử coi nó thơm không? Nó giống như quế Việt Nam của mình không?
Chị nói là cái giống này cũng ít người có cho nên là chị tặng em vài cây. Ừ, thơm á. Dạ. Mà cái lá nó nhỏ vậy thôi, nó lớn thiệt lớn nó cũng nhỏ vậy thôi à, nó không nhỏ lớn quá nữa. Hả? Dạ. Kêu mà chị nói nó rất là hả? Thơm. Chị nói vậy đó. Thơm, nó dạ. Nó thơm. Chị nói gian gán trồng đi rồi nhân giống lên, chị thấy ở đây chưa có ai có. Ồ, hay quá ha. Còn em thì em yêu hoa, cái này á là em tìm được cái củ này nè. Cái củ có một gì củ vậy? Thôi. Cái hoa gọi là củ ngải á. Mà hồi xưa Việt Nam con nít hay chơi gắn vô mấy cái móng tay để sơn màu á. Oh, nó có màu tím. Màu tím á hả? Dạ, đúng mê rồi đó. Em lại mê cái đó lắm cho nên là em tìm đủ mọi cách để em có nó. À, được 4 củ nhưng mà ương lên được có 2 củ thôi thì em định chồng để nữa ôn lại tuổi thơ cho mấy đứa con của em. Hay hay. Chồng em. Wow, cái này lá cẩm hả? Dạ, lá cẩm. Wow, lá cẩm này màu gì? Màu vàng, màu cam dạ. Hay là màu tím? Em có 2 màu. Một màu tím, cái màu vàng hay quốc cô gọi hay gọi là màu cam á. Tại nó hay vàng vàng. Có mía nữa kìa. Dạ, cái đó là mía ăn. Ừ, mía, tại mía nó màu tím phải không? Là nó có 2 loại, một loại ăn với một loại ép nước. Cái loại này loại ăn. Cái này loại mềm nè, phải dạ, không? Dạ, đúng rồi. Em có một chậu này em định để em trồng chứ em không có bán cái này. Nè, chị mình nhìn ngay cái cây bỏ to quá hả? Dạ. Thì tại ôm ra ra rồi từ em từ cũng định cũng để có giống á. Tại vì cái bác hàng xóm cho em à. Cho em một đoạn cái xong em dâm vô đây nè. Wow, cái cây nó to quá trời. Ừ, xong bác hỏi có muốn lấy giống để ương trồng không thì em không biết có nên ương trồng để bán hay không. Thì bác có nhiều lắm. Mía này mới ăn nổi chứ mía kia nó cứng. Dạ, cứng để ép nước. Ừ. Dạ. Dạ, ôi rau dạ, rau nhúc. Rau nhúc kia hả? Dạ. Trời ơi thấy ghét không? Cái này mình trồng bên này dễ không Giang? Dạ, cái này thì hơi khó trồng hơn rau ngổ. Cho nên mình phải bán đem. Dạ, mình bán thì mình phải nói cho khách biết là rau nhúc thì khó trồng hơn để cô bác biết, cô bác chăm sóc nó kỹ hơn. Đem vô greenhouse lúc mùa đông không? Dạ, phải mang vô. Rồi giống như mình không có greenhouse thì mình che nó những tấm bạc hay là nắp đậy giống như em trồng ở đằng sau á. Em có nắp đậy cho nó. Điện hồi ra đằng sau coi coi. Dạ. Mà cái này nhiêu chậu vậy? Dạ, em bán cái đó 15 đồng. Trời ơi, cái này quý dữ lắm luôn. Mình thích cái mùi này lắm. Cái mùi này nó đặc biệt sao? Nói chung mỗi cái loại rau thì nó có một cái hương vị ngon, thơm khác nhau. Đúng rồi, cái nấu canh chua mà canh chua rau nhúc này là thôi. Mấy đứa con của em chị mới biết gì không? Nó hay ra chọc. Này đúng rồi, nó mắc cỡ. Nó xếp cái lá lại vậy nè. À, mà cái này thì nó không có gai, còn hoa mắc cỡ thì mình bị nó gai. Dạ. Ừ. Này. Bên đó em trồng củ chuối. Ồ vậy hả? Có củ chuối nữa hả? Dạ, củ chuối. Thì em trồng làm hàng rào, hồi xưa em trồng hàng rào, em làm rào rất là nhiều. À. Xong rồi cái em thấy là có nhiều cô bác hỏi mua, cho nên là mấy cái này củ chuối luôn hay dạ, gì? Dạ đúng rồi, khi mà nó ra cây con thì em bứng vô chậu. Ôi cái này đang trồng gì quá chừng nè. Dạ dưa hấu. Có dạ, trái gái nó trồng đó. Vậy hả? Nó bắt em tưới nước không mà nó không tưới. Trời ơi, có trái gì hả? Có trái rồi, thấy cưng lắm. Trời ơi, trái dài ghê. Dạ. Wow. Cái này là khoe nha, con gái nha nó trồng luôn đó. Vậy hả? Mấy tuổi mà trồng giỏi vậy? 7 tuổi. Chắc nó theo em á. Cái trái này thấy cưng hơn ha. Cưng cho mấy nha. Cái này chừng nào nó mới chín ta? Cái này thấy cũng bự quá hả? Lần đầu tiên á em trồng dưa hấu, hôm bữa đi chợ nó thấy cái hộp á, nó vú cho con chồng đi. Trời ơi, xong rồi cái mua về hả? Cái dạy chỉ ương. À. Em dạy chỉ chồng. Con gái 7 tuổi mà còn trồng được huống gì mình lớn. Hồi lúc mà em mới trồng thì em có tưới cho nó ít phân, nhưng mà từ lúc có trái, nó có trái thì em ngưng. À. Tại mình ăn á, mình để cho nó ngọt, mình không tưới phân nữa. Rồi cây củ chuối đây hả? Dạ. Cái này có chia lại cho mọi người không? Dạ em có chia, nhưng mà cái này thì em mới vừa vô chậu khoảng chừng 10 ngày thì mình chưa có bán cho cô bác được. Em có những chậu ở trong. Vậy mình hả? Vô chậu lâu rồi nó tốt, nó xum xê rồi thì mình mới bán. Giống như em trồng ở đây nè. Để làm hàng rào đó thì khi có cây con thì em sẽ bứng vào trong chậu. Ồ vậy đó hả? Wow, cái lá tốt quá chừng luôn ha. Giờ nó hơi nắng sáng, giờ nắng sáng sớm quá. Rồi tốt quá chừng luôn nè. Chị My dùng đó coi cái mi bụi nó tốt dữ lắm luôn á. Mà mấy cái đầu bắp lùn này thấy ghét quá hả? Trời nó lớn dễ sợ mà nó lùn tịt à. Em không có tưới nước cho nó đó cho nên nó èo ọt quá chực luôn. Nhưng mà nó coi kìa. Mấy cái trái mà 4, 5, 6, 6, 7, 8 trái trời trời. Mà chị My thấy nước nó khô gan à, không có đủ nước cho nó đó. Chứ không là chắc nó cũng thấy cưng lắm. Các bạn nhìn, 8 trái tất cả nha, trên anh này mỗi cái nách lá là một trái luôn á. Mà nhìn kìa trời ơi, thân thì ôm nhau mỗi nhánh mà bồng con.
Chắc em phải cho nước cho nó. Còn bắp này là bắp nếp Việt Nam. Vậy hả? Em trồng em để thu hoạch hạt, em bán hạt thu hoạch tại nhà. Dạ, cái bắp nếp này nó mới quý nè. Dạ. Chứ bắp Mỹ thì không có quý. Nó đang cũng đang có trái á. Dạ. Ông sao nhái dễ thương quá. Dạ. Còn cây hoa hồng trước là nó chỗ hoa quanh năm luôn đó chị My. Bông đỏ này hả? Dạ. Cái cây đó đặc biệt, nó vậy bây em giữ nó lại đó. Ồ, vậy hả? Bông quanh năm luôn hả? Bông nó vậy hoài luôn. Chị My nhớ tháng này là hoa hồng mình hết mùa rồi. À. Đâu có còn nữa, giống như cây hai cây hồng leo của em đâu còn hoa nữa. Đúng rồi. Nhưng mà nó là bông hoài luôn. Vậy tới mùa mình có chiếc ra để cho chia mọi người. Dạ, em có bán hoa hồng chiếc luôn. Vậy hả? Dạ. Giống như gửi trần á. Ồ, cũng dạ, thơm á nha. Dạ, thơm. Thơm. Cái này cái mùi rất cũng là thơm luôn mà bông có nó không có bự nhưng mà nó rất là thơm, với được cái nó sai hoa mà nó không có bị bệnh, cho nên là em có chiết những cái cành hồng nào mà đẹp em chiết ra em bán. Tại vì hồng á mới thấy nó dễ săn sóc. Cho nên mình trồng mình không có tốn thời gian với nó nhiều. Và bông đồ xôi nhái cũng to quá chừng, cái giống này cũng to nè. Cái giống này mi nghĩ cũng nên làm giống á. Dạ. Quá, thì quá những cái cây quá mà em trồng em sẽ thu hoạch hạt lại hết, cô bác anh chị nào mua thì em sẽ chia sẻ lại nhé. Dạ. Tại cái giống xôi nhái này thấy nó khỏe, nó mạnh. Dạ. Thường mình trồng mấy cây ăn trái á, mình cũng có chút ít bông này vô để cho nó dụ ong bướm. Dạ, đúng rồi, giống như em trồng cái hay hoa ăn dương đó đó. Là để nó dụ ong lại đó. Đó nè, dụ ong lại nè, thấy chưa? Quá chừng luôn. Cái hướng dương loại này nó nhiều bông, còn có loại hướng dương có một bông á. Dạ. Thì nhìn thấy nó hướng dương mà bông khổng lồ để người ta thu hoạch hạt, có con bông một à. Dạ. Cái này nó quá chừng bông, nhìn nó đẹp. Em lại mê mấy cây bắp này, nó lúc mà nó có cờ á, nhìn nhớ nhà dễ sợ. Là nguyên một hàng củ chuối là ở đây không luôn hả? Dạ đúng rồi. Wow. Em thu hoạch xong cái là em thu hoạch xong em lấy một cây em trồng lại, thì cái này là khoảng 2 tuần. À. Tại vì hôm bữa có một mà chị. Mà củ chuối trồng bao lâu mới có ăn? Dạ một năm. Một năm. Dạ. Mà mình muốn sớm mình cũng đào lên sớm. Dạ được đúng rồi. Gì, dạ đúng rồi. Do mình thích ăn là non hay là để cho nó già một xíu thôi. À. Như cái này là em trồng khoảng hơn 2 tuần xíu đó. À. Là nó cái lá mới héo rồi xong cây con nó cũng lên luôn, nó dễ trồng lắm. Mà nó nhảy con phải không? Dạ đúng rồi, nó nhảy con. Cái chuối nó nhảy con. Như thấy nó có cây con nè. À. Như bữa cái này em trồng có một cây nè. Thì cái lá nó vừa héo giống cây này nè. Thì em cắt em bỏ xuống dưới đây nè. Kế bên là nhãn thọ phải không? Dạ đúng rồi. Em thấy nhìn lá quen quen. À, nó sắp có hoa rồi đó. Ừ. Wow. Thì hồi trước em trồng nguyên hàng ở đây nè. Nó. Ừ. Em trồng xuyên qua đây luôn. Nhiều quá chừng luôn hả? Hoa bông hướng dương nè, thấy đã chưa? Có đem chồng để dụ mấy cái con ong á. Chuối đây luôn nè. Này là đây em cũng trồng làm hàng rào. Đại lý củ chuối. Em trồng làm hàng rào, khi mà nó có cây con nó nhiều á. Ừ. Thì em sẽ bứng lên cho vô chậu. Rồi em dưỡng cho nó tốt, rồi em bán cho cô bác. Anh chị nào mà muốn mua mà ship thì em cũng bứng lên rồi em ship. Trời ơi, củ chuối này rất là quý nè nha các bạn. Hiếm. Rất là hiếm luôn á. Em có nghe cô bác lớn tuổi nói là cái lá này có thể gói bánh được. Nhưng mà em chưa từng, nếu mà cô bác nào có từng làm rồi thì chia sẻ lại với em để em thử gói bánh chưng vào dịp Tết năm nay. Mày thấy là tại vì nó to đó. Dạ, nó giống như lá lùn vậy đó chị My. Giống như cũng làm được đó. Tại vì hôm bữa có một bác nó lớn tuổi, bác hỏi sao con không lấy cái lá này để gói bánh. Nó tại vì con không có biết gói bánh. Cái bác nói là lúc Tết á là cho biếu cho bác vài lá để bác về bác gói bánh chưng. Cái này hành hay là kiệu? Dạ, củ kiệu. Hả? Có củ kiệu luôn hả? Em có bán củ kiệu luôn. Có bán củ kiệu luôn. Tại vì cái này là hết mùa rồi, hôm bữa em trồng ở vậy đây. Vậy cái này là giờ là gần thu hoạch được rồi đó dạ, hả? Dạ đúng rồi, nó có củ dưới đó rồi đó. Wow, trời ơi, củ to quá chứ. Mà khi trồng thì mình trồng chỉ cần một củ vậy thôi. Dạ, một củ vậy. Cái này trồng bao lâu mà được lên vậy? Một năm mình sẽ trồng được hai mùa. Hai lần. Giống như bắt đầu em nhổ lên gì đi thì 6 tháng sau em cũng sẽ thu hoạch được giống như vậy. Vậy là gian để 6 tháng. Dạ. Nhưng mà do cái này chị My biết sao em chưa thu hoạch không? Hôm bữa em trồng sao. Cho nên là em để lại, chứ hôm bữa cái luống ở chỗ đó đó là mỗi một bụi em nhổ lên nó khoảng được 20 củ. Thì ở kia em có kìa, đến hôm em cho chị My coi cái chỗ mà đó. Đúng ngày tháng vậy rồi nếu mà bán thì tính là bao nhiêu, bán làm sao? Dạ 2 củ 1 đồng. 2 củ 1 đồng. Dạ. Rồi nếu mà gửi đi xa thì chừng bao nhiêu, thì tính tiền cước bao nhiêu?
thì em sẽ đi gửi giùm, rồi bưu điện chạc nhiêu thì em sẽ chạc lại bao nhiêu tiền. Giống như em đi gửi thì bưu điện thường em gửi á, là sẽ 8 đồng gửi cho một lần gửi, nhưng mà em thấy có những chỗ xa hoặc là cái cân nặng mình nó nặng quá đó, thì có lúc bưu điện chạc em 10 đồng. Tại sao mà để, tại vì bỏ vô cái đó một nó nhiều quá đó, giống như cái cô đó muốn mua 10 phần của kiểu này đi, nhưng mà muốn cho vô một cái bịch 8 đồng rưỡi thì nó lại nặng quá. Thì nó nặng dư luôn. Dạ đúng rồi, 8 đồng rưỡi luôn. Dạ, cái hộp mà small. Dạ đúng rồi, 8 đồng rưỡi dạ dư luôn, thì người ta sẽ chạc mình thêm. Đôi lúc như vậy đó. Vậy đó hả? Thì em sẽ tính chẵn. Bình thường. Bình thường là 8 đồng rưỡi. Dạ đúng rồi. Vậy thì cũng được. Dạ. Wow, vậy là mua nhiều tới nỗi mà nặng dư luôn. Tại cô này không muốn qua cái hộp lớn hơn. Dạ. Này là nhét. Cô nó cứ cắt hết lá hết gửi cho cô đi không sao hết. Cứ nhét vô đó cho cô. Thế là ra bưu điện nó chạc em 10 đồng. Thay vì bình thường có 8 đồng rưỡi hả? Hiểu rồi. Dạ. Thì em trồng ớt. Quá chừng luôn, mảng cầu nữa nè phải không? Dạ. Mảng cầu thì em mới trồng. Gì? Mua hoa hồng này mà một bụi gì mà 300 dạ, bông hả? Để nữa em gửi cái hình cho chị My coi. Bụi lớn, bông lớn. Bông như vậy luôn nè. Vậy đó hả? Tới mà tàn là em nghĩ là trên dưới 500 bông á. Wow. Một cái bụi này chị My biết hôm bữa khi mà nó có bông á thì nó chằng chịt ra nữa. Nó ra tới bên này luôn nè. Vậy đó hả? Rồi hay nó ra tới bên cây táo tàu bên kia luôn, em đâu còn đường đi đâu. Wow. Từ khi mà nó chỗ bông xong em tỉa thì nó gọn lại. Mà nó có bông quanh năm không? Không, có loại này nó không có quanh năm. Vậy hả? Nó cũng có nhưng mà nó ít, giống như hôm bữa nó tàn. Nó khác cái bông màu đỏ nãy dạ, nha. Nó tàn này nhưng mà bây giờ nó cũng ra lại nè. Mà nó cái, cũng có cái bông nhưng nó màu vàng hay là màu cam vậy? Màu cam. Nó thường thường màu hồng á, bông hồng mới thấy màu vàng với màu cam nó hiếm hơn là màu đỏ hồng với màu hồng. Dạ. Tại nó bị lai á. Tại vì cái loại này em có màu hồng nữa nhưng mà khi mà chiết ra em thấy các bác nên là đi mua thì thích cái màu này hơn. Hơn cái màu hồng. Đâu gửi hình cho My coi coi. Dạ. Để nên sẽ gửi hình cho My. Trời, cái táo là thấy ghét không? Táo này táo gì? Ly hả? Dạ. Đây em còn cái hiệu đây nè. Ừ. Em còn giữ lại cái hiệu. Thì em cũng có chiết táo tàu để bán. Đây này chị My. Em đang có 4 nhánh táo tàu. Ly nè, thấy không? Biết dạ. Lắm mà giống nhà My nè. Trái cái giống này á, nó dễ đậu trái mà dạ. Trái nó nhiều. Cũng như là nó đẹp á. Em thấy vậy nên em mua em trồng. Dạ. Cà gì mà đang cà có bông trắng quá trời vậy? Dạ. Cà pháo trắng hả? Dạ. Trời ơi, có bông nè. Wow. Thì cho em nói thêm, cái này thì em bán, em muốn bán nhanh cho nên bán 20 đồng một chậu. Nhưng trời mà khi ơi, nhiều. Mà... Cái này, cái gốc nó lớn quá chừng hả? Cái dạ. Này mới gieo năm nay hay là năm ngoái tới giờ mà, phải không? Dạ đúng rồi, cây này phải lâu năm. Dạ. Tại vì cái gốc đó, nó lớn quá mà dạ. Cái nhánh đó. Nhưng mà cây cà pháo sức sống mãnh liệt lắm. Nó sẽ hồi xuân sau ấm áp. Trái này nó lớn khoảng bao nhiêu? Dạ cỡ ngón tay cái. Ngón tay cái hả? Dạ. Cái loại nhỏ nhỏ thôi chứ không phải là loại bự. Nhiều đỏ quá chừng luôn. Còn như cái này thì em chuẩn bị cho vô chậu để em nuôi thành cái cây lớn. Ủa cái này cây hoàng ngọc phải không? À, cây này là cây bìm bịp. Bìm bịp hả? Cũng có một người quen mới vừa cho em đó. Mận này mận gì vậy? Mận đỏ. Wow, bông quá chừng bông luôn á. Em nghe mấy cô mà lại đây nói á, là nhà cô sao không có bông nào hết. Vậy hả? Hoặc là chưa có bông á, mà sao mận không có bông. Ông nè. Ông đầy luôn. Tại vì ở đây có nhiều bông quá cho nên ông nó xa nghe mùi á. Trồng một cây bông hướng dương đó. Để mình dụ ông về. Đúng rồi. Cái này ớt này ớt gì vậy? Em không biết tên nhưng mà bác hàng xóm cho một trái. Cái ăn thấy ngon với em trồng. Thơm không? Cây thơm. Thơm hả? Mà một cây đặc biệt nha. Em trồng một cây gì là có hai loại, chị My thấy không? Một trái nó đen. Đen này thì giống ớt chỉ thiên mà sao cái lá thì nó không có lông. Còn một cây á thì là ớt nó xanh. Nó cũng giống nhưng mà cái xanh cái đen. Không, nó cũng đen nè. Dạ không, hai cây khác nhau chị My. Vậy hả? Đây nè, cái này là một cây nè, em để đây xuống. Cái này một vậy cây. Vậy là hai giống luôn á ha. Một giống nhưng mà giống hơn cái màu này cái màu kia vậy đó. Ừ. Đây nè. Wow. Chị My thấy không? Ừ. Ngộ ha. Cái này nó xanh nè. Còn cái này á thì nó hơi tím tím hay là đen đen vậy? Dạ, mà không giống ớt chỉ thiên. Tại cái lá nó không có lông. Em thích cái ớt này lắm. Em trồng chung, chung quanh nhà nhóc hết trơn luôn. Vậy đó. Hả? Nhiều lắm á. Chị My ra đây coi. Ồ, cái xua đũa màu gì vậy? Nhà này màu đỏ. Màu đỏ. Đây là cái củ chuối mà em sẽ bán cho khách là như vậy nè. Khi em vô chậu một cây. Một cây giống như hồi trước á. Thì nó xanh xôi, nó khỏe rồi, nó ra nhiều cái mầm trong này rồi thì em mới bắt đầu bán.
Một củ là nó sẽ ra nhiều cái củ. Giống như lúc đó em trồng cái cây này nè. Xong rồi cái cây con ở dưới nó lên thì nó nè. Wow. Đó, nghĩa là nó ra nhiều cây quá ha. Dạ đúng rồi, cái này nè nó chuẩn bị nè, giống như em trồng một cây nè. Thì nó tàn, cái cây mẹ nó tàn rồi thì nó đây nó lên cây con nè, ở đây nó lên đấy nè. Vậy là khi mọi người mua là nó vậy hả? Dạ, nó có nhiều cái trọt vậy hả? Dạ, thì cũng có chậu 3 4 cây, có chậu 1 bao cây. Bao nhiêu một cái vậy? Như cái này á thì em sẽ bán 25 đồng. Còn cái này thì em sẽ bán 20. Cái này lời nè, này được. Tại vì cái này nó có một cây bự vậy nó chuẩn bị nó lên cái mầm. Còn giống như cái này á thì em chỉ bán 15. Ví dụ như cây lớn thì mình tính tiền khác. Mà cái này là nó cũng già nhưng mà nó chưa nảy mầm thôi. Nhưng mà em nghĩ chắc chắn 100% luôn nó có cái mầm dưới này. Chưa có lên thôi. Dạ, tại cái này làm vô chậu cùng một thời điểm nhưng mà có cây bự cây nhỏ. Nó nhõng nhẽo nó lên chậm thôi. Nhưng mà cây này là bự hơn nè. Wow, thì cao đó. Quá chừng luôn. Nhưng mà nó chưa có lên mầm. Nhưng em nghĩ mà củ chuối mình trồng là mình để phủ đất vô lên cho nó ẩm ẩm phải không? Dạ đúng rồi. Rồi mình để ngoài nắng. Dạ. Trồng tưới bao lâu? Giống như em trồng á thì mình chăm sóc trong chậu thì mình phải tưới mỗi ngày hoặc là cách ngày. Còn dưới đất thì em nghĩ 2-3 ngày mình tưới cũng được. Khi nào đất khô rồi mình tưới nó ha. Dạ, mình thấy cái nào mình thấy mình buồn mình ra mình đếm yêu. Nó thích đất tơi xốp hay là nó thích đất cứng cứng? Dạ, tươi xốp. Tơi xốp thì nó dễ cho củ hơn. À, vậy ha. Mà nó thích nắng lắm. Mà nhìn em nghĩ cái cây này nhà quá. Cái cây này nó không cần nước nhiều. Vậy hả? Mình vui thì mình tưới, mình buồn thì thôi, tháng này tiền nước nhiều quá mình không mà tưới. Nếu mà mùa đông sao ta? Mùa đông thì cái lúc đó là mình đã thu hoạch rồi. Nó tàn là lúc đó mình thu hoạch luôn. Thế giống mà như gừng rồi vậy ha. Dạ đúng, chị My thấy lá nó cằn cỗi, nó già, nó cái cây nó chuẩn bị rụi là lúc đó mình thu hoạch. Thì mình lấy cái củ ăn rồi cái ngó thì nó còn lại gì nè. Thì em cho coi cái ngó. Rồi cái tới mùa xuân cái nó mọc lên lại. Đúng rồi, nếu mà mình ăn hết á thì bật mình trồng lại thì mình thu hoạch cái ngó mình trồng lại còn củ mình ăn. Còn không mình cứ để y đó năm sau nó sẽ mọc lại. Wow, nhiều quá chừng luôn nè, rau thơm. Rau thơm rồi rau lá lốt. Lá lốt thì trong cái thùng mẹ đó cái nào mà cái ghi ra ngoài thì em sẽ dâm vô trong chậu. Trời, cây bù ngót nữa nè. Cái này là cam diệu nè. Đang ươm ra phải không? Dạ. Nhưng mà cái này vậy không có bán nữa. Hết rồi, hôm bữa em có em bán nhưng mà giờ hết thì cái này em để em trồng. Vậy hả? Để ươm lại hả? Tại cái này ăn giống như vị thuốc nam để trị bệnh vậy đó. Nó trị gì? Mắt ngủ. Mắt ngủ hả? Có cái bệnh nữa là hơi buồn chút là giống như bệnh ung thư á. Thì người ta cũng ăn nó giống như một cái vị thuốc nam vậy đó. Wow. Lâu quá rồi mới cũng quên cái vị của rau diệu này nó ra làm sao luôn. Còn cái này là rau ngổ nè, em dưỡng cho nó già để ship cho cô bác nào mà muốn mua để mình ship đi xa đó. Quan, rau này là rau ngổ, dạ, còn rau diệu. Cái này là rau diệu nè. Khác nhau. Dạ. Mình nhìn nó giống rồi, dạ. Nãy giờ mình hơi hơi cái này bị lộn thì... cái này là rau diệu nha, rau diệu. Khác với rau ngổ. Rau diệu. Nó cũng sống mùa đông luôn đó. Mà nó trồng cũng giống hệt như rau ngổ. Cái rau ngổ thì là trồng nước, còn rau diệu mình trồng khô. Rau ngổ này là cần nước, còn này rau diệu là trồng khô. Dạ, trồng khô gì. Mà cái khác không có bông giống như rau ngổ. Dạ, cái bông không? Rau diệu nó cũng có nữa, nó bông nè. Giống như cái cây nè, của năm trước nè. Thì chị My thấy cái bông nó nhỏ xíu ở đây nè. Nhỏ thôi. Dạ, bông nhỏ xíu. Để phân biệt, chứ cái lá thấy nhìn nó giống giống. Nhìn sơ tưởng là lá rau găm nữa đó. Cây này thì nó sống mùa đông á. Vậy đó hả? Ở Cali mình nha, còn nhưng mà nói vậy cái này là không có bán nữa hả? Dạ không có bán nữa. Vậy là khi nào mua phải đặt rồi chờ. Tại vì bây giờ em định trồng là để phục vụ cho mình. Rồi em sẽ thu hoạch cái hạt là em bán. Em bán hạt. Mà hạt dễ lên không? Dạ dễ lên, giống như cái này là em ương từ hạt nè. Mình gieo thì nó cũng lên hả? Dạ. Vậy em thì cũng được. Còn cái này á, là cái cây của năm trước thì nó rụng hạt thì rồi em bứng hạt vô chậu gì để cho nó cứng cáp rồi em trồng. Nó từ hạt đó. Còn này em trồng từ cành luôn nè. Vậy hả? Dạ. Bên này đu đủ, đu gì? Đu đủ lùng không? Dạ đu đủ này đu đủ Việt Nam. Vậy hả? Trái rau dài. Hả? Dạ đúng rồi, trái dài. Thu hoạch hạt tại nhà. Cái này dưa leo Nhật phải không? Dạ dưa leo Mỹ. Nhật cái này. Dưa leo Nhật. Dưa leo kiếm á. Trái dài. Nhà mới có giống này nè. Dạ thì em cũng sẽ thu hoạch hạt. Em bán. Wow, cái này cải hay rau dền. Rau dền. Đủ cà thứ chua. Hết nha. Cà chua cho nhà. Có chừng ớt luôn nè. Ớt này thì có rau má nữa hả? Dạ. Có hai chậu thôi. Mồng tơi, rau muống. Rau muống. Đủ hết. Kinh giới, tía tô, quế.
Còn ớt, này là cái sản phẩm của em ra chậu lớn đó. Giống như em ăn gieo, ăn em, em ăn đúng không? Cái em dục hạt vô đây. Wow, là, cây này là 3 năm tuổi nè. Cái quế đã luôn. Cái ớt này là 3 năm nè. Giống như mình cắt cho nó lùn nhiều thôi. Quá ha. Hoàn toàn là em không để thuốc luôn đó, không để phân luôn á. Còn như cái quế này thì em sẽ thu hoạch hạt, em ươm để ra để lấy hạt ha. Để em bán. Hoặc là em trồng cây. Nếu như cây nhỏ. Cái rau gì vậy? Cái này là bí đao, em cũng ra chậu để em bán nhưng mà giờ bí hết. Đao hả? Dạ, bí đao mà trái ngắn vậy nè. Oh, bí nếp á, ta gọi là bí nếp á. Vậy hả? Cái bí truyền thống mình xưa giờ á. Ô cà này có cái cây nhỏ nữa hả? Có trái nè. Này là bao nhiêu chậu nhỏ vậy? Dạ, cái này thì 15 đồng. Vậy hả? Wow, có trái rồi nè. Biết ơn ha. Có rất là nhiều bông luôn nè. Dạ. Cà này để làm ăn cà phạ là cà chấm với gì đó. Cà pháo mắm tôm. Cà pháo mắm tôm. canh cua cà pháo. Đây là cây bự nè. Cái mua cây bự gì lời hơn. Dạ, cây bự nhiều này. Cây. Trời ơi, có trái. Tại vì em muốn bán nhanh cho nên em chỉ bán 20 đồng cho cái chậu này thôi. Vậy hả? Nhưng mà khi em bán hết rồi nha, còn số lượng vừa phải là em sẽ bán đúng giá 25 đồng. Thì mỗi thời điểm mỗi khác. Tại vì nó nhiều quá giờ em chăm sóc không có xiết. Cây chanh dây hả? Gất. Gất hả? Có cây gất nữa hả? Chú già Việt Nam. Chú già Việt Nam hả? Dạ. Em lúc chú già Việt Nam nha các bạn. Cái này ở đây có nhiều cái giống, nhiều giống đặc biệt á. Ủa, cái này kinh giới luôn phải không? Dạ. Trồng xa xa, xa xa để một bụi để giống như là mình chưng vậy. Nó nhọn đẹp quá hả? Dạ. Nó thơm lắm á. Em có bán hẹ. Mà đặc biệt cái nhà hẹ nhà em là em trồng khoảng 7 năm rồi, cái củ nó rất là bự. Vậy hả? Nó cái tép nó bự lắm. Vậy đúng rồi, hẹ trồng lâu quá. Dạ. 2 năm của nhà My rồi mà còn lá nhỏ đó. Của em là 7 năm rồi đó. Chị My muốn em nhỏ thử không? Tép bự bự gì không? Này. Vậy hả? Dạ. Cái này là 6 năm mấy, gần 7 năm tuổi. Nó muốn có củ này luôn nè. Nó củ bự nè. Nó muốn có củ luôn đó. Dạ. Còn khi mà mua trong chợ đó, hoặc là nhiều chỗ người ta ương từng hạt, mình trồng lâu có ăn lắm. Trời ơi, mới trồng 2 năm rồi nó phân nửa này á. Dạ đúng rồi, cái này mà cũng rồi. Đủ nước, đủ nắng rồi đó nghe. Mà nó còn lâu vậy cho nên mình phải chiết thì nó nhanh. Dạ đúng rồi. Mua hẹ ăn á là cô bác phải để ý, mình mua á, mình phải mua cái cọng nó lớn á. Chứ còn mình mua mà người ta ương từng hạt á là mấy năm sau mình mới ăn được. Hoặc là mình ăn á, cái lá nó nhỏ xíu à. Này cái thân nó mập quá chừng nè, vậy thì mình có ăn liền. Dạ, trồng xuống là ăn liền. Ừ. Thì em có vô từng chậu nhỏ thì một chậu 5 đồng. Vậy tại em muốn bán nhanh cái này. Để em lấy chỗ em trồng củ chuối. Em bứng lên bỏ lăn lóc như luôn đó. Trời ơi. Thì hôm bữa ở đây nè, em muốn trồng nè, em bứng lên hết rồi. Còn cái này là thì rau là đắng. Thì là em cũng lấy hột. Thu hoạch hột. Đây. Còn rau dịu. Hồi trước em trồng ở đây, cái tự động nó mọc. Nó mọc lên nè. Wow, chung rau đắng luôn hả? Dạ, nó mọc chung luôn. Cái này hồi trước em trồng rau đắng, một bên rau đắng, một bên rau dịu. Cái em rau dịu là nó thích mát hả? Nó ngoài nắng hay trong mát thì cũng được, nhưng mà trong mát thì cái rau nó sẽ non. Còn nếu ngoài nắng thì cọng rau nó sẽ cứng cáp hơn. Giống như nó mọc đây nè, cây nè, đây nè, đây nè. Hồi nãy em cũng bứng ra đó, bứng ra trong chậu như đây nè. Trời ơi, nó rớt hột là nó lên đó hả? Dạ, đây nè. Vậy nó cũng dễ lên. Dạ, nó dễ lên lắm. Bởi vậy cho nên là em thu hoạch hạt, em bán hạt được. Là mình gieo được. Cũng như mình bán là mình phải thử coi cái hạt nó lên không thì mình mới bán. Chứ mà nếu mà mình không thử, không biết nó lên hay không mình bán. Cô bác mua ương không lên là tội nghiệp của bác. Mà mình cũng vậy, mình không có vui. Mà chị My thấy như là nó lên nè. Wow, nó lên thấy mê lắm. Luôn á. Mà nó cũng lên nhanh phải không? Lên rất là nhanh. Vậy thì được. Này giống như cái này hồi xưa nè em. Rau đắng này quá chừng luôn á. Đây nè, chị biết cái nè. Nó lên đó xong em bứng vô chậu á. Em chừa lại một vài cây thôi chứ giờ ăn gì nổi như này. Chồng thì chơi vậy đó. Chị thấy em cắt gốc không? Rồi rau dịu nó mọc bên kia kìa. Quá chừng luôn á. Còn đây nè, chị mới thấy nó mọc bên đây nè. Bên đây có cây lớn hơn nữa nè. Tại vì hôm bữa em cũng tham. Wow, coi ngồi em bứng vô em bán á. Em bứng vô chậu á, nó mọc cây con cái em bứng vô chậu. Đây nè. Wow, nó lên nhiều quá ha. Hôm bữa nó lên nhiều lắm, cái em bứng thưa ra. Chị My thấy nó lên nguyên đám gừng đây luôn nè. Vậy thì thôi, không bứng vô chậu bán. Bán riết lại không còn ăn luôn. Không có hạt luôn. Tại cứ gieo. Em muốn giữ lại. Thứ nhất là em ăn rồi cái nó già, cái em thu hoạch hạt. Để tiếp tục mình có hạt mình chia sẻ. Chứ còn nếu giờ mà bứng lên bán hết là cam hay là quýt đây? Dạ, cái này cam. Em chiết cành xong em trồng xuống đó. Vậy hả? Wow. Dạ. Cái này cam ngọt không? Dạ ngọt. Ngon lắm. Trái cũng cỡ nửa ký á. Wow, trái nửa ký để hả? Để nữa em gửi hình ảnh cho chị My coi. Trời ơi, cái gì quýt hay là tắc vậy? Tắc. Đặc biệt nha, tắc chua Việt Nam mà trái
bự lắm luôn. Trời ơi, cái này ngon á nha. Wow, nhiều mà khác. Cái này bây giờ nó vàng hết trơn rồi. Dạ. Bình thường nó xanh phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. Hôm bữa nó nhiều lắm nhưng mà tại vì em phải thu hoạch để cho nó ra trái được mới. Ờ, có đang chiết nữa kìa. Dạ, thì em cũng em chiết cành. Ôi. Cái này quý lắm đó nha, cái cây tắc này. Dạ, nó cũng dễ trồng lắm đó chị My. Ờ. Dạ. Em có cây dừa trong kia nữa kìa, mà không biết có thành công hay không. Nhưng mà bữa nay thấy nó lớn rồi. Em cũng giỏi quá, em làm xiên, em trồng đủ thứ hết trơn luôn á. Này cây quýt nè, quýt su. Chua bên này nữa nè. Có năm trước á, rồi nó sống lại, cái nó bò lên cây ổi. Cái này lê hả? Dạ, nó có 3-4 giống gì trong đó đó. Một cành là một giống đó. Ờ, Asian pear. Ba loại luôn, ba dạ. Trong một luôn. 3 trong 1 hay 4 trong 1 vậy đó, 4 trong 1. 3 trong 1. Đây đang cành đây nè, 1, 2, 3, 4, 4 trong 1. Vậy đó. Dạ. Còn này ớt siêu cây nè, nhưng mà không có cây bằng cái cây ớt của em nãy đâu nha. Em trồng cây một à. Cái này ớt mà ớt... Ta nói cây nhất thế giới gì đó mà em ăn không thấm. Ớt ma hả? Không, cái ớt cây á chị. Habanero hả? Hay là ghost pepper? Cái tên đâu rồi? Mà ảnh nói với em á, tại vì em là em ghiền. Cái này đâu phải, cái nè. Này ha, cái này là habanero thôi. Cái này là siêu cay, nhưng mà siêu cay của năm 1995. Ăn không có thấm gì em. No, no, cái này là năm 95 rồi, bây giờ nó tới 2021 rồi nó ra cái axe pepper kìa. Đụng vô một cái là nhát lửa luôn á, chứ đừng có nói. Em là chị biết không, ăn ớt dữ lắm. Ừ, bữa nào muốn lắm. Lấy cái ớt ghost pepper á, là nó cũng là té ngửa rồi á. Ừ, xong rồi tới Carolina Reaper nữa là khỏi dám liếm luôn á. Cay lắm, còn cái habanero này là thường. Ồ. Trời ơi. Nó em trồng làm vàng cho nó bò lên đó. Thấy mê nè các bạn ơi. Có một cây thôi đó nghe. Trời. Mà có một cây thôi đó mà vậy nè. Wow. Trời ơi, nó rớt rớt luôn rồi Giang ơi. Dạ. Tại vì á nó chín mình ăn không có kịp. Nó bồng con nhiều quá. Đây nè chị My thấy. Trời ơi, thấy thương không? Wow, cái này em trồng cho nhà luôn. Ăn cho nên là không có phân thuốc gì hết nha. À. Mình chỉ tưới nước đầy đủ cho nó là được rồi. Ừ. Cà chua nó cũng dễ trồng lắm. Wow, đây nè chị My thấy đã rồi. Quá ha, trời cái chùm này kìa nè. Nữa nó sẽ bò cái vàng đó, nó lòng thòng trái xuống. Em cũng ăn trong chợ, em thấy nó ngon nên em giữ với lại. Vậy hả, vậy là tại trồng giỏi quá. Em mua trong chợ ABC đó. Ừ. Yeah. Wow. Quá nhiều trái luôn hả? Đến rồi cả trăm trái á trời. Mà hôm nay em hái em cho mấy cái cô mà lại nhà mua á, cô thích á mà nhà cô không có đất trồng á. Nó cô ăn thì cô ra cô hái đi. Nè cây bên đây là hái nè, hái gần hết rồi đó. Hôm bữa bên đây là cũng nhiều vậy luôn á. Wow. Cái xong hỏi cô ăn không thì cô cứ hái. Vậy là có tay trồng quá chừng luôn. Thì bữa nay em sẽ có món bún riêu. Tại vì quá trời cà chua luôn rồi. Ừ. Bún riêu canh chua gì cũng được hết trơn. Cái này cũng khoai mỡ tím luôn. Dạ. mà khoai mỡ tím này có ngon không? Dạ ngon. Vậy nói chung thơm là mình không? thơm mà là cái loại này mà có củ lên trên luôn, có củ dưới gốc. Dạ. Luôn á, ở dưới người ta gọi là củ, ở trên thì gọi là trái. Thì trái trên nó nhỏ nhưng mà ăn vẫn được, nhưng mà nó không ngon bằng cái củ. Mi xin dừng ở đây nha, cái còn dài lắm, Mi sẽ cho qua video khác. Mi chúc cho các bạn tìm được cái loại giống mình thích và mình trồng được tốt ha. Bạn thấy hay thì nhấn like giùm Mi và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè nha các bạn. Các bạn cũng đừng có quên là nhớ nói xem video của Mi ở Sức Khỏe Health Tips để Giang tặng cho các bạn các loại hạt mà mình thích nha các bạn. Mi chúc cho các bạn luôn vui khỏe. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.